có bác sĩ chuyên khoa về phòng của hai em á, bác sĩ nói là hôm qua có cái đường like của anh nào á, là bác sĩ không có nói tên cho em biết, là bác sĩ nói là hôm qua bác có coi được cái đường like đó, bác nói là chị hai em, cho cha em, anh đã nói là chuyển viện, thì hôm nay bác sĩ nói là cho cha em chuyển viện, không cho cha em nằm đây nữa. Trời ơi, là bác sĩ đang hiện tại thì bác sĩ đang làm giấy luôn anh, đang làm giấy cho có nghĩa là bác sĩ đó xem cái đường like trực tiếp của một cái anh đồng nghiệp nào đó, nói là chuyển viện. Nhưng mà bác không có nói tên cho em biết. Rồi ơi, dạ là nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà của chú anh chị, chúc quý ông bà của chị luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Thì sáng hôm nay anh Tâm nhận được cuộc gọi của em My, gọi báo khẩn cấp về một cái câu chuyện bác sĩ sẽ cho đi em Tiên sẽ xuất viện, không biết như thế nào. Thì câu chuyện này em mời quý ông bà của chú anh chị hãy tiếp tục xem video của anh em hết sẽ hiểu hơn câu chuyện này. Rồi cho xin phép anh em xin gửi chào em My nha. Dạ, em chào tất cả các anh, chào tất cả các cô chú, ông bà, anh chị, mình là quân trong ngoài nước. Rồi sao hồi tối giờ sức khỏe tình hình em My như thế nào rồi? Dạ thì lúc tối thì sức khỏe của nhà em rất là ổn. Nhưng mà đến sáng nay á, thì là có tất cả các bác sĩ đi buồn, là có bác sĩ chuyên khoa về phòng của hai em á, bác sĩ nói là hôm qua có cái đường like của anh nào á, là bác sĩ không có nói tên cho em biết, là bác sĩ nói là hôm qua bác có coi được cái đường like đó, bác nói là chị hai em, cho cha em, anh đã nói là chuyển viện, thì hôm nay bác sĩ nói là cho cha em chuyển viện, không cho cha em nằm đây nữa. Trời ơi, là bác sĩ đang hiện tại thì bác sĩ đang làm giấy luôn anh, đang làm giấy cho có nghĩa là bác sĩ đó xem cái đường like trực tiếp của một cái anh đồng nghiệp nào đó, nói là chuyển viện. Nhưng mà bác không có nói tên cho em biết. Rồi ơi, ghê vậy. Bây giờ chuyển viện, giờ mình đi đâu? Bệnh viện nào? Dạ em cũng không biết nữa. Trời ơi. Rồi rồi bây giờ là gọi là anh em lại là thông báo cho bọn anh biết vậy đó hả? Dạ. Thì em suy nghĩ về sao mà cái đường like đó em có coi không? Dạ không, tại vì lúc đó là em đang xuống đây để em cho, hôm qua là em xuống đây để em cho các anh quay, cho nên là em cũng không có trực tiếp coi được cái đường like đó. Rồi cho anh hỏi nè. Cái theo em á, em còn nhỏ tuổi và em có hiểu biết được cái bệnh viện Chợ Rẫy này như thế nào không? Dạ thì em cũng mới lên đây thôi. Em cũng có nghe tất cả các cô chú nói là bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn nhất, đứng đầu của Việt Nam, là bệnh viện hay nhất của Việt Nam. Mà không chị mà đi đòi đi bệnh viện tư, bệnh viện Hoàng Mỹ. Bệnh viện Hoàng Mỹ em biết một ngày tốn mấy chục triệu. Mà một cái số tiền của cái anh Phạm Tấn á đưa lên thì chắc cái một tuần hai tuần là hết. Lúc đó em Tiên cũng chưa hết bệnh đó. Em nói thật đúng rồi. Bệnh viện ở đây mà bệnh viện số 1 nhất ở cả nước rồi. Mà đòi đi chuyển đi đâu nữa. Rồi hiện tại bây giờ là em Tiên biết cái điều mà bác sĩ sẽ cho xuất viện trong ngày hôm nay không? Dạ biết rồi anh, tại vì lúc sáng là bác sĩ đi buồn là bác sĩ sẽ mời tất cả người nhà đi xuống để bác sĩ làm việc với bệnh nhân thôi. Là bác sĩ nói chuyện trực tiếp với chị hai em. Rồi em Tiên có nói gì em không? Dạ thì chị hai cũng có nói với bác sĩ là năn nỉ để cho chị hai em ở lại đây, tại vì bây giờ chị hai em không còn bệnh viện nào để đi nữa hết á. Tại vì chị hai em cũng biết là bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn nhất Việt Nam và hay nhất Việt Nam. Là chị em Tiên nói là năn nỉ bác sĩ ở lại đây. Dạ. Ôi ơi, cũng vì một cái đường like của một bạn đồng nghiệp nào đó mà bác sĩ giận, cho nên là cho em Tiên xuất viện luôn. Dạ. Nghe nói 1 tiếng 2 tiếng nữa sẽ xuất viện hả? Dạ. Trời ơi, bây giờ anh em á là ghi hình cái clip này để thông báo cho quý bà của anh chị biết. Rồi có thể là anh em có một anh nào hoặc là quý bà của anh chị nào biết có quen bác sĩ ở trong đây, hãy gọi dùm một tiếng nói quý bà anh chị. Bây giờ em Tiên xuất viện rồi thì sẽ không biết đi đâu, thậm chí một đâu phải có tiền Mạnh Thường Quân không lẽ người ta giúp có thể là chị bệnh lại ấy này nọ, mà vô bệnh viện Hoàng Mỹ thì em đã biết rồi, nó rất là bắt, đó là những bác sĩ tư, nhưng mà bác sĩ đó hàng đầu mấy người nữa tới, mình không có đủ khả năng để vào đó nữa, nó thật là như vậy. Ở trong đây là một cái bệnh viện Chợ Rẫy là rất là lớn rồi, chị bệnh là rất ok, những bác sĩ giỏi ở đây không đấy. Không lẽ bây giờ chuyển đi một cái gì đa khoa này nọ, đúng không Tâm? Đấy. Thì khi mà em nghe được thông báo của bác sĩ như vậy đó là anh em mới gọi cho anh Tâm liền đó hả? Dạ. Rồi em có báo anh Phạm Tấn biết chưa? Dạ chưa anh. Chưa báo cho anh Phạm Tấn nữa hả? Là em thấy anh Tâm gần nhất cho nên em báo cho anh Tâm trước. Một tí nữa đi rồi em sẽ gọi cho anh Tấn nha. Dạ. Thông báo về việc vấn đề này. Đấy. Để cho anh Tấn xử lý sao? Tại vì anh Tấn là một cái người ta giúp đầu tiên từ đó tới giờ. Hiểu không? Chỉ có anh Phạm Tấn mới là có thể là quyết định cái chuyện này.
thì chút nữa My gọi thẳng cho anh Phạm Tấn luôn. Dạ. Cái ông gọi nói trình bày cho rõ ràng với anh Phạm Tấn luôn là cái sự việc như vậy, giờ bác ngày hôm qua có ai lên đường lai á, nói là chuyển viện như thế nào đó, nhưng mà bác sĩ vào cái đường lai đó xem được thì bác sĩ mới bây giờ bác sĩ cho xuất viện luôn, cho đi về luôn, thì ý anh Phạm Tấn có cách nào giúp em hay không? Dạ. My hiểu không? Dạ em hiểu. Thì nói chung là bây giờ trong cái sự việc này ngoài ý muốn, chứ cũng không ai mà lên cái đường lai mà để nói cái những cái lời mà để chuyển viện hay là muốn đưa bé My bé Tiên đi chỗ bệnh viện khác được. Nói chung không có bệnh viện nào qua bệnh viện Chợ Rẫy. Cái này anh dám nói luôn, không có bệnh viện nào qua bệnh viện Chợ Rẫy. Còn cái bệnh viện như Hoàng Mỹ là cái bệnh viện quốc tế mà cái chi phí nó rất là cao. Bởi vì vậy mình cảm thấy nếu mà mình đưa qua bên đó, cái số tiền của anh Tấn chỉ nằm được tầng hay tầng là hết cái số tiền đó rồi, sao mà trị bệnh được, đúng không? Bây giờ chỉ hy vọng rằng anh chị cô bác nào có xem được cái video của mấy anh á, thì có quen trong bác sĩ á, nhờ gỡ gắm giùm, nói bác sĩ cho bé Tiên nằm lại để chữa trị cho nó hết. Thì đâu em gọi cho anh Phạm Tấn, anh Phạm Tấn nói thật sự ra anh Phạm Tấn hiểu để ảnh có cách giải quyết không. Đâu em có cầm cái từ từ đi, để tí đi, anh em mình ghi hình xong rồi sẽ gọi anh Tâm ha. Thì nếu mà thật sự hiện tại bây giờ anh em đăng tải cái clip này lên rồi không có một người nào quen biết với bác sĩ ở đây, rồi em định như thế nào em My? Dạ thì bây giờ thì em không biết phải làm sao hết anh. Nếu mà không ai có thể nào giúp bây giờ, hiện tại bây giờ anh nói em như thế này, một tí nữa là em chút đực khi mà rảnh rỗi em sẽ vô phòng bác sĩ, em canh bác sĩ trưởng khoa đó có thể là em năn nỉ rồi nhờ những bà con nằm trong phòng đó năn nỉ giùm đi ha. Chứ bây giờ mà đi đâu nữa đây em, bây giờ trước mắt là như vậy rồi. Mấy anh nếu mà bệnh viện này và vào được trong đó thì anh em có thể là lên đó mỗi người góp tiếng nói để mà mong bác sĩ bỏ qua cái chuyện này. Cô trong phòng cũng thương cha em lắm, nên là hồi nãy cô cũng có năn nỉ tiếp. Cô nói là bây giờ bé Tiên nó bị như vậy rồi, nó đang ở cái thời điểm mà tiến triển tốt. Giờ bác sĩ chuyển viện với nó đâu rồi nó biết đi đâu. Bác nói là tại vì hôm qua bác có coi được cái đường like nhưng mà bác không có nói tên. Bác nói là nếu mà muốn chuyển viện thì tôi đồng ý theo ý định của người nhà thôi. Rồi cô nó nói là đường like đó là chỉ có một người nào đó thôi, chứ đâu phải là bé nó muốn đi đâu. Vì bác sĩ nói thì từ đây tới chiều cũng làm giấy thôi. Thì cho anh hỏi bé My về vấn đề mấy hôm nay anh là cũng ngày hôm nay là ngày thứ tư hay ngày thứ tư rồi, để mà chia sẻ cập nhật tình hình cho em và anh Phú Long An này, cũng là người thứ ba gần ba ngày chia sẻ cập nhật cái thông tin, đúng không? Dạ. Mấy anh có làm phiền em lắm không? Dạ không. Rồi mấy anh có hại gì em, gia đình em không? Dạ không. Thì thật sự ra có những cái kênh YouTube khác lại lên trên mạng nói bọn anh không giúp gì được. Rõ ràng anh đó là nó đúng, anh đâu có giúp được gì gia đình em đâu. Dạ. Đúng không? Và anh cũng đâu có hại gia đình em gì. Rõ ràng đó là anh em đây muốn cập nhật tình hình sức khỏe em Tiên, và anh em đăng tải cũng như là câu chuyện hỏi, cũng ít có hỏi về Tiên lắm, đa số là hỏi về cái bản thân của em và cái cách chăm sóc một cái người mà mới 17 tuổi mà chăm sóc cho một cái người là chị em bạn gì, chị em không cậu thôi. Đó là những cái cử chỉ rất là đẹp về cái tấm lòng của em đó. Thì ngày hôm nay thật sự ra mà anh được khi mà anh Tâm gọi cho anh em ở đây á, là thông báo là như thế đó, là mấy anh thật sự ra rất là buồn như thế nào. Tại vì mình buồn, anh cũng buồn cho gia đình em. Tại vì sao? Đây là một cái bệnh viện rất là lớn mà còn không chịu ở đây vì một cái đường like của một cái kênh YouTube nào đó lên like lên nói làm ảnh hưởng đến gia đình của em và sức khỏe của em Tiên nữa. Đó, một cái cơ hội nó đáng giá như vậy, một cái cơ hội để mà em Tiên này sẽ lành lặn lại mà đúng, không đúng ngờ anh. Đúng không anh? Đúng rồi. Anh Phú có ý kiến gì không? Thì theo như em nghĩ là mấy anh em mình tới đây mấy bữa nay là mình chỉ cập nhật sức khỏe tình hình của bé Tiên cho quý chú chị mình Quân theo dõi, với lại em My, cuộc sống của My sao cái động lực nào mà tại cái tuổi ăn tuổi chơi mà em lại chăm lo cho cái gia đình em rất biết lo quan trọng.
anh em mình tới đây không hề nói những cái gì liên quan tới gia đình của bé Mỹ hết. Nhưng mà có một cái người thì nói là tụi mình ở đây là để câu view câu like đó, không giúp ích gì được câu view câu like. Nhưng mà rồi á là cái đường like đó đó, cái đường like của cái anh đó đó là bây giờ là hại gia đình hay là thương gia đình. Bây giờ thứ nhất là ngày hôm qua lên cái đường like thì bé My là được hàng trăm cuộc gọi của mạnh thường quân, cô chú anh chị ở xa gọi tới chửi. Rồi hôm nay bác sĩ thông báo là không nhận bệnh nữa, đuổi luôn, nó thẳng là đuổi đó. Đó rồi đó, rồi cái anh đó đó là giúp gia đình hay hay là anh hại gia đình. Thì bây giờ quý cô chú anh chị xem được cái clip này thì hãy chia sẻ rộng rãi để giúp giùm cho bé Tiên và Trà My. Có ai quen bác sĩ ở trong đây á thì nói giùm một lời để cho bé Tiên ở lại đây điều trị cho hết, để về hòa nhập cuộc sống lại xã hội. Chứ bây giờ thì em My bây giờ thì không biết làm sao luôn. Thì Phú cũng có quen với đứa em, cũng có em sĩ ở đây, nhưng bây giờ tụi nó đi làm mọi không được luôn. Để nhờ năn nỉ giúp phụ, trợ giúp phụ cho bé My để nói cho bác sĩ ta bớt giận. Bởi vì giận, bác sĩ Tây giận là giận cái gì? Ở đây là cái bệnh viện tuyến đầu, là phải nói là nổi tiếng của Việt Nam. Bác sĩ rất là giỏi, bác sĩ là ta đi du học toàn nước ngoài, tôi nghe nước ngoài về không. Thì cái trình độ của người ta rất là cao. Mà lại chê người ta thì người ta sẽ giận chứ, người ta sẽ tự ái chứ. Đó. À, cái suy nghĩ của em á là ví dụ bác sĩ xem được cái đường like đó, nó tự nhiên em Tiên như vậy, đang trị mình là một cái người gọi là đang trị cho em Tiên mà lại lên trên mạng nói như thế thì bị ảnh hưởng. Tại vì cấp trên người ta nói, ủa mày anh giống như chị là sao, bây giờ người ta đòi chuyển viện, đó là cái ảnh hưởng tới của người ta nữa, đúng không em My? Đó thì em thấy như cái đường like, em có xem được cái đường like đó không? Không đúng không? Dạ, không hả? Lúc đó là em xuống dưới để cho mấy anh qua. Đó thì bây giờ hỏi quý bà quý chị đó, em mấy em là thì những cái clip anh em mình đăng cũng 4 ngày nay thì anh em mình cũng không có kêu gọi từ thiện, tại vì cái số tiền đã giúp em Tiên cũng rất là nhiều rồi. Cho nên là nếu mà cô chú anh chị có thương bé My là trao bé My thì em nhận thôi, chứ mà trao bé Tiên là anh em mình không, hoàn toàn không nhận. Tại sao á mà mấy anh em quay mà không kêu gọi cho bé Tiên? Mà hôm nay cũng sẵn cái clip này luôn, anh cũng nói luôn ở trên cái clip là bé Tiên á, thì cái phần ở bên anh Tấn á, lại có anh nào nữa đó, thì nó tạm ổn cho bé Tiên là thì cũng hơi lâu rồi, đúng không anh? Thì bây giờ tụi anh không có kêu gọi, nhưng mà tụi anh giờ kêu gọi là kêu gọi mạnh thường quân giúp em bé My, một cái người con gái rất là phải nói là thiệt thòi về tất cả luôn. Nói về như là cái từ nhỏ là đã mất cái tình thương của người mẹ rồi. Giờ bây giờ lớn lên, khi mà em đến tuổi ăn tuổi chơi, tuổi không lo nghĩ gì, bây giờ em phải gánh một cái gánh nặng ở trên cái đôi vai, gánh nặng gia đình rất là nặng. Đó. Rồi cái cuộc đời của em là phải nói giờ nó bấp bênh, nó không có vô định hướng luôn. Đó. Nếu mà quý cô chú anh chị thì thương bé My, với mẹ bé My có thể là giúp ủng hộ là gia đình bên bé My. Rồi cho anh hỏi cái suy nghĩ của em My. Một cái anh nào đó đã lên trên mạng like trực tiếp để thông báo tình hình là em Tiên đòi chuyển viện không thai băng. Cái chuyện mà không thai băng bây giờ thai rồi, anh không có đề cập vô vấn đề đó, chuyển viện đúng không? Rồi like lên nói rồi xong rồi bác sĩ ngày hôm nay, sáng nay em gọi khẩn cấp cho anh Tâm là nói là bác sĩ sẽ cho nó thẳng là đuổi luôn đi cho nó dễ đó, không cho ở đây nữa là xuất viện đó. Đó em thấy như cái vậy thì em thấy em suy nghĩ như sao? Dạ, thì đúng hay sai? Dạ em suy nghĩ là rất là buồn, bởi vì nếu mà nó đúng hay là sai thì em cũng không có nói được. Tại vì bây giờ thì em rất là buồn, bởi vì tại một cái đường lai đó, nhưng mà bây giờ bác sĩ đã đuổi cho hai em. Rồi chưa tính nha, rồi chưa tính mà Mạnh Thường Quân mà xem được cái đường lai đó, nói giúp cho em Tiên một cái số tiền khủng, rất là khủng. Rồi Mạnh Thường Quân ta xem nó ngủ, mình đã giúp như vậy rồi còn không chịu ở đây trị bệnh một cái bệnh viện rất là lớn, một cái bệnh viện rất là nổi tiếng, mà không trị bệnh và đi đâu nữa, thì lúc đó Mạnh Thường Quân rút tiền lại hết và Mạnh Thường Quân không xây nhà nữa, thì em nghĩ sao? Dạ, thì lúc đó thì gia đình em đã trở về trạng thái ban đầu lại. Có phải khổ càng thêm khổ không? Dạ. Rất là bị sốc đó anh, một cái vết thương mình chưa lành nó lành, bây giờ tiếp tục lại một cú sốc nữa, thì hỏi nghĩ em Tiên có vượt qua được hay không nữa? Chưa nói tới cái mức mà cái một cái người nào đó đó đặt cái niềm tin vào em Tiên. Xong rồi bây giờ là thảy cho là cái phao, bây giờ là rút cái phao lại, người ta đang ở lưng chừng giữa ngoài cái
cái con sông lớn hay gì đó, người ta bám víu vào cái phao đó để người ta đi vào bờ để người ta có thể là hồi sinh, người ta làm lại cuộc đời. Nhưng mà giờ người đó bây giờ là dứt cái phao giữa chừng, giờ người ta chơi với. Nhưng mà bây giờ là cái tình trạng của em Tiên á, thì cái bệnh của nó là đang tiến triển tốt, giờ cái ảnh hưởng tới tâm lý rồi em Tiên sẽ ra sao đây, rồi thí dụ cái đường lai của người đó có suy nghĩ tới cái hậu quả đó không? Thì khi mà bác sĩ thông báo em Tiên biết về vấn đề về chuyển viện không? Chưa biết luôn ha, là do em không nói hay sao? Dạ thì hôm qua thì cái đường lai thì em với chị hai đều không xem được. Nhưng mà lúc sáng này á, bác sĩ lên là bác sĩ nói chuyện trực tiếp với chị hai em. Là bác sĩ nói là hôm qua bác có xem được cái đường lai, là có người nói là con muốn chuyển viện. Thì hôm nay bác sĩ đồng ý là cho con chuyển viện luôn, nếu mà không thì bác sĩ đưa con về, tại vì bác sĩ chỉ muốn làm theo là ý nguyện của gia đình thôi. Thì thôi bây giờ các bác sĩ giận rồi, mà bây giờ chút xíu nữa đi. Từ rồi sáng bây giờ thì em với lại mấy cô ở chung phòng cũng năn nỉ điều dưỡng trưởng, năn nỉ mấy cô điều dưỡng làm cho chuyện nước rồi đó, nhưng mà mấy cô nói là ý này là ý của bác sĩ, cho nên là mấy cô cũng không dám không được. Rồi em có đi tìm bác sĩ là điều trị cho trai em, mấy cô nói là bác sĩ điều trị đi mổ đến chiều tối mới về phòng lận. Tại vì bác sĩ mổ phòng mổ lớn đó. Ý là em muốn tìm gặp bác sĩ em năn nỉ hay sao? Dạ. Đúng rồi, trước mắt là như vậy. Còn mấy anh em đây đăng tải video và anh em cũng cố gắng, những ai mà biết bác sĩ đó ở trong này để gọi, cố gắng để góp một tiếng nói á, để mong rằng là hãy nhận bé Tiên lại. Chứ bây giờ xuất viện đi đâu bây giờ? Không lẽ đẩy ra công viên hay đẩy ra về nhà? Nếu mà thực sự ra bây giờ không ai giúp á, là có thể là đi về quê luôn. Ý của em á, chứ giờ đi đâu? Hay là mà một tí gọi cho Phạm Tấn đi, coi thử Phạm Tấn giải quyết như thế nào. Gọi Phạm Tấn ha. Bây giờ gọi chỉ có Phạm Tấn giúp được thôi, chứ cứ gọi Phạm Tấn em trình bày hết như sự việc như vậy đó. Hiểu không? Bởi vì cái số tiền này, tại vì hình như là Phạm Tấn hiện tại đang ở miền Tây, phải không anh? Đây gọi thử anh Phạm Tấn có quen biết hay là anh Phạm Tấn về đây chưa? Rồi anh Phú có nói gì không? Rồi để cho bé mình gọi Phạm Tấn đi. Thôi anh em mình cũng kết thúc clip này đây ha. Rồi. Dạ.